Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận NFT đến từ Award Bull Airdrop nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Con này được xây dựng trên nền tảng của Celo Network các bạn. Thì Celo Network nó cũng tương tự như BNC Smart Chain hay là ETH thôi các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì feed name thì bạn ghi hỏi mình nha các bạn. Win. Thì các bạn cứ làm đi, sau này mình sẽ update cập nhật cho các bạn tiếp tục nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền email của tất cả bạn vào nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn đánh password chờ xác nhận password các bạn. Rồi tiếp tục thì ngày tháng năm sinh thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào sign up nha các bạn. Ngày năm, ngày tháng, ngày ngày gì đó. Này không quan trọng các bạn. Rồi bấm sign up nha các bạn. Nhưng sao không được đó. Rồi khi vào thì để mình coi nó có gửi email, mình cấm email nha các bạn. Không gửi thôi. À nó gửi về email nè, có cấm feed không ta. Rồi các bạn nhớ verify email nha các bạn. Để nó mới xác nhận vào hệ thống của nó mới được các bạn verify email là không được nha các bạn. Rồi khi vào thì bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa các bạn. Follow dự án nó luôn đi. Rồi các bạn bấm vào một cái ý nè. Sao nó lót chậm quá. Rồi khi vào thì các bạn bấm vào một end reward nữa các bạn. Để mình đi làm nhiệm vụ để mình kiếm tiệm nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một Arab Bull nữa các bạn. Hai cái mục này nó bị phá nên các bạn làm không được nha các bạn. Các bạn thấy hình nó phá không? Rồi khi vào thì các bạn bấm vào một dòng đầu tiên nha các bạn. Rồi bấm vào hoàn thành hành động nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào đây đọc câu chuyện nguồn gốc giải thưởng của chúng tôi. Hoạt động hoàn thành luôn. Kỹ ta. Đây thì mời người bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn chia clip ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Sao mạng mình lót chậm quá. Rồi tin ghép của các bạn nè. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter của nó nè các bạn. Không hoàn thành hành động các bạn. Sao mà nó lót chậm quá các bạn. Phan các bạn. Đây có mấy câu ta. Câu visit Instagram nè. Thì mình xem qua đi. Verify Instagram mình đã tiếp dấu tiếp nè. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter nha các bạn. Sao mà nó rồi tiếp tục các bạn bấm vào fan nè. Em follow Instagram đó các bạn. Dự án này nó quá tờ lót chậm mà. Kỹ ta. Đây nè, vô follow. Rồi trên Instagram đó các bạn. Ê tờ Twitter các bạn follow nha các bạn. Theo dõi nè. Sao mình đẩy tờ Twitter này. Rồi bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn chờ chạy tới hết 19 giây các bạn quay lại nha các bạn. Câu đầu tiên mình chưa trả lời câu hỏi nữa, mình nhấp vào câu đầu tiên các bạn. Complex and a sunrise. Đăng lót hoài kỹ đó. Phan các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Nếu không được thì mình bỏ. Nha bạn, cái dòng đầu thì các bạn chờ nó lót một hồi, các bạn nhấp vào một hoàn thành câu hỏi thì mình để dưới phần link mô tả dưới video đó. Các bạn duy trì copy câu đầu tiên nè. Các bạn copy từ Airwin Bull nè, Airdrop nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vô hoàn thành mục nhập nè các bạn. Cái máy này nó ơi cái em chuyển qua tiếng Anh các bạn. Sao đứng luôn. Ok nên nó hoạt động thành công nè. Rồi các bạn bấm ok nha các bạn. Mình đã nhận được 500 boy nè các bạn. Điểm boy này sau này nó quy đỡ game NFT nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn thích Facebook nè. Hoàn thành. Thì giờ đây bạn bấm thích nha các bạn. Rồi bạn bấm mở cửa sổ mới nè. Trên Facebook đó bạn bấm thích thôi các bạn. Rồi xuống đây các bạn like, chia sẻ bài viết luôn nha các bạn.
Này chia sẻ công khai luôn đi các bạn. Rồi sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn chờ 29 giây. Đây ai là nhóm trò chuyện giải thưởng. Rồi đây có câu hỏi thì 2, 4, 6 câu hỏi nha các bạn. Gặp gỡ nhóm thì các bạn nhấp vào thôi các bạn. Chờ không đắt luôn đi. Con này nó kiểm tra cái trình diễn của mình bởi vì lâu quá các bạn. Cho nên bạn gặp gỡ nhóm thì các bạn nhấp vào cũng như Facebook, Instagram thôi các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào câu trả lời này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào hoàn thành hành động nha các bạn. Rồi câu trả lời thì mình có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn đấy. Câu số 1 là các bạn chỉ dựa theo các bạn trả lời thôi các bạn. Wabus Bull trả lời là Finigam. Rồi câu A nha các bạn. Rồi các bạn bấm hoàn thành bút nhập nè. Sao nó không ăn ta? Ok đã cộng được 100 điểm này các bạn. Rồi thì cái đáp án thì cứ tương tự như các bạn. Các bạn cứ trả lời thôi nha các bạn. Tiếp tục câu số 2 đi. Làm hết luôn đi. Nhấp vào hoàn thành nè. Câu số 2 là Chidin câu. Câu số 2 là Chidin câu. Thẻ kinh doanh. Bấm hoàn thành bấm nhập đó các bạn. Sao nó lâu lót chậm quá ta. Ok đây cộng được 100 điểm nữa nè. Câu số 3 tiếp tục nè. Câu nào sau đây là sai. Bấm vào hoàn thành hành động nè. What trả lời Solo Reward Money. Để mình chuyển qua tiếng Anh được các bạn. Câu số 3 là câu Solo Reward Order. Bấm vào Enter nha, complex. Sao mà nó rồi, chấm chấm boy tiếp tục câu số 4 nha các bạn. Nó có tới 6 câu rồi các bạn. Rồi bấm vào complex nè. Câu số 4 là tiếp tục nè bạn. Our bull will fish. Our bull will fish so cat. Rồi câu số 4 là câu C nha các bạn. Ủa câu D chứ. Bỏ câu. Rồi các bạn bấm vào complete. Sao lâu quá. Rồi ok cờ lâu tiếp tục nè. Câu số 5 thì cũng tiếp tục thôi các bạn. Sao chú sign sign work zero bull. Câu số 5 bull wish. Câu số 5 là sign work. Câu số 5 là đáp án D nè các bạn. Các bạn nhấn khơm lách nha các bạn. Rồi cộng trăm đôi. Tiếp tục làm câu số 6 luôn đi. Bấm vào khơm lách nè các bạn. Câu số 6 là add up the book. Rồi sao nó chậm như ta. Add up the book nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào bấm complete nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào đây nè. Các bạn join vào các bạn hoàn thành hành động các bạn. Bấm vào mở cửa sổ nè. Thank you. Rồi bạn bắt up lên nha các bạn. Bạn chờ 30 giây. Rồi câu đầu tiên các bạn cũng nhấp vào đây thôi các bạn. Rồi cũng quay lại cũng tương tự thôi các bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào wallet thôi các bạn.
Rồi, trước tiên thì các bạn đăng ký nhiệm vụ này cho bạn. Hiện tại nó chưa cho mình áp địa chỉ giết mình nè bạn. Thì để tích hợp mạng Zalo Network thì các bạn rất là dễ các bạn. Các bạn vào playlist này các bạn. Sau này nó trả về mạng internet cho các bạn nha các bạn. Hiện tại dự án này trong phiên bản beta nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Ad Network nè. Ơi sorry các bạn. Playlist lại. Tìm kiếm chứ. Rồi các bạn gõ từ khóa là Zalo nha các bạn. Sao nó dằn hoài ta? Rồi các bạn Zalo testnet, Zalo mainnet ta. Zalo mainnet là các bạn chỉ gá con sắt nó vào với MetaMask của ta cao các bạn. Thông số vào MetaMask của bạn nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Sau này mình sẽ cập nhật dự án này tiếp theo cho các bạn nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn và tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.